Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nè mày. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ mà. Ở bên đầu này thì Khải sẽ đồ một cao thủ Oppa Korea, Korea Nhật Bản gì đó thì phải. Hiện tại Khải người chức là võ đang là thiên nhẫn gì đây nè. Đang top 1, đợt này đang top 1 level. Và hôm nay được top 7, top 8 thông kim. Khải xem người phái gì đây. Chưa thay cái nón với cái vũ khí làm chậm thì có thể là thiên nhẫn hay là thiên nhẫn nè mày. Anh trai chiến thiên nhẫn này. Thiên nhẫn nha em. Đó, thiên nhẫn 106. Nó 540. Vũ khí 540, sinh lực 110, quá đẹp. Dây chuyền 13/3 sinh lực cao. Một cái áo phù hợp 40, kháng lôi 7. Đó, 1. Bao tay kim, sinh lực nỗ lực chuyển hóa sức thương 10. Ngọc bội sinh lực 157. Nhận kháng hỏa chống 30. Đây lần kháng hỏa chống 30. Được 60 chón. Nhận kháng băng chống độc. Dây kháng băng chống độc. Nói chung set đồ này đi theo set đồ vũ khí hỏa nè. Vũ khí hỏa nè. 540 nè. 540 nè. Áo mộng nè. Dây chuyền mộng nè. Đó. Đai thủy. Nhẫn thủy. Kim. Nói chung thì set đồ này thì cũng khá là tạm ổn nè. Tầm này thì cứ 80 chậm, 60 chón, kèm theo nghe mây nữa thì đạt móc 80 chón là đủ đánh rồi nè. Đó. Nhân chúng độc thì từ đây dày 20, nhẫn 30 thì được 50 thì nhân chúng độc. Chúng lượng có băng 21. Rồi nói chung đơn giản mà thôi nè. Cái này thì đang top 1 level và hôm nay được top 4, top 8 thông kim mà Khải soi cho anh em xem. 136 mạng và 39 hồ sơ, tử vong 29 lần. Liên trả 14. Ok chưa? Anh em xem video đừng quên ủng hộ cho cao thủ này Oppa. Một like chia sẻ cũng như video Khải, một like chia sẻ cho anh em ơi. Đừng quên anh em thích cầu thủ nào sau buổi livestream tống kim thì cứ comment lên Khải sẽ soi cho anh em xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ nha anh em.